Định tâm khó biết là bao, nhưng tâm khi định vật nào dám so. Định tâm nào phải hết lo, nhưng lo ấy chẳng phải cho tánh phàm. Lòng lo rộng lớn bao hàm, lo dân còn khổ lo làm đổ dân. Thay vì lo việc riêng thân, để lo cho khắp thế trần thoát mê. Người tu lo liệu trăm bề, đâu ngồi một chỗ ha hay sớm chiều. Thấy đời càng khổ bao nhiêu, trong lòng càng phải lắm điều lo toan. Tuy lo mà chẳng mê man, nên không bị kéo vào đàn yêu mang. Kệ kinh dạy để làm ra, Phật không dạy để ngồi mà tụng xuống, vừa xem vừa phải hành luôn. Tu như thế mới chánh đường con ơi. Kệ kinh chẳng thuộc một lời, lòng từ bi có cũng ngồi tòa sen. Những người lòng giả bạc đen, tụng cho đến chết không lên Phật đài. Cao trong chơi chuốc bên ngoài, thế gian dũng tướng Phật ngài dũng tâm. Tu lâu không đạt quyền thâm, phần nhiều khẩu Phật mà tâm đập xa. Chỉ lo dọn dẹp ngoài da, trong tâm bỏ phế hơn là rừng quang. Dối lòng dối cả thế gian, tu như thế ấy tội càng lớn thêm. Giờ này cũng đã nửa đêm, thấy con trằn trọc mẹ mềm ruột gan. Mượn lời trong chốn không gian, cùng con trò chuyện đá vàng đời nay. Có đêm nhất định có ngày, có phàm tất có Phật đài ơi con. Có đời chết chóc hiếu vong, cô nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói lòa. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bệnh thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thị đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần, nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng từ mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sóng biển khổ lòng vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chứ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tần, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dù có nặng nề, miễn đời nhé gánh cũng hê hả lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần.
đó đây kêu gọi không ngừng kêu cho sanh chúng xả thân tu hành bỏ lòng giết hại lẫn tranh tạo nền hạnh phúc bình thánh lâu dài. Mạng người ai cũng như ai, vì mình mà nở xuống tay sao đành thù nhau dù có muôn thành. Vợ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay muôn người chỉ có một hai lạ cùng, một khi nổi gió đụng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ hành vi lỗi chẳng nằm cơ. Mà là lỗi ấy hại cho nhiều người, lỗi dù che đậy bao nơi đến khi rốt cuộc thì người cũng hay. Lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngưng, tránh đừng phạm lỗi vào thân. Lỗi như đã phạm thì cần hối ngay, chớ cho lỗi ấy kéo dài. Sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm, trả vai định luật không lầm, nên khuyên sanh chúng chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng, tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cũng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gây cay, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên thành công do ở chỉ bền. Đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành, đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sáng chứ tu mù, tu cho siêu thoát chứ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu, cũng thời nhập đạo vào tu người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường tạ càng buộc càng mê, chỉ đường chánh mới tự tề giác quan. Đạo tạ thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm, chúng sanh như lạc rừng thâm. Lấy sao làm dấu để tầm hướng ra, cứ quanh trong chốn rừng già thân kia khó tránh hầm ta ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu.
muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi, quy y mà chẳng hành y ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mẫu đạo chứ bài dối tu. Trời trong bóng có mây mù, nay án mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ đủ làm dạng vật xác sơ lắm rồi, biến thiên đã định trong đời. Xưa nay như thế mặt người tin không, nếu tin tin chắc nơi lòng thường ngày tinh tấn gắn công tu hành. Không mang thế sự lợi danh, chỉ lo bủa rộng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ngay tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ khó nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay. Ruột ra đầu làng cuối xóm thuận hòa, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn anh xin. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng nghe thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim chút nào. Điều này không phải chim bao quyết tâm, có một ngày nào dựng lên. Con người nói phải làm nên luận xuống, đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng độc tâm thành chấp tay, thì phải lòng thành Nam Mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muôn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngạn muốn lên, nở nần chớ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu, chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào, nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc. Nhà tu thì phải làm lành, trọng điều phước đức hơn danh lợi. Trần tu cho minh mẫn tinh thần, tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lũ, tại người chưa được tốn tu dòng trần. Phải cho đoan chánh nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều. Những gì còn có bao nhiêu, tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài, đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Dòng tình như đá nam châm, cảnh trần như sắc
đến gần hút ngay, cảnh xem tình chẳng đồng lai là điều rất khó. Xưa nay ít người việc chi, dù khó mấy mươi lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành, tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có nhờ dành nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền phân, như mù được sáng hết lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ, đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bận việc sớm hôm, trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian, xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người chớ lửa thân sơ, làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đáng mắt hiền nhân, kẻ xa cũng mến, người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa, nói năng thêm bớt cây chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng, dừng coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng, đồng thời cũng vẫn đàng hoàng dung nghi. Trong tâm còn tưởng quý chi, trừ xong chớ để thực thi ra ngoài. Mỗi khi tâm vọng trừ ngay, tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chạy đã mòn, thường ngày biết sửa lối còn giàu đâu. Thường người hắn ngay buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin, để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sắc đồng. Ít ai tại sao tu quỷ tu hoài, mà không thành Phật tại hay tu càng. Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Mơ thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa, tầng từ bi vẫn đặt gót chân cấp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi. Con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy. Giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông, mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ách
nước tay trời ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì dầu mất buổi công phu giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Duyên mình mắt đẹp ăn ngon, còn người đôi rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết đồng tình, không cần chuỗi hộp cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành có vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để sai, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống huệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì loạn tâm kia, có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc canh chừng, hớ hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to, những tâm người lấy đỏ so kém gì. Tâm không có sắc màu chi, chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm. Trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy ráng chiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dày công, chớ đâu đạt được lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lấy Phật ban mới.
kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng dối tu thêm tội đừng hồng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chớ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi sự hẹp lòng, đạo thường lấy giả phan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường hòa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghì, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quay kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên, đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao.
đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ấm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lâm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích diệt sát sinh, đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi, đạo như bàn thạch được dồi thêm chân. Đời như cột mọt đem sơn, đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đầu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân, đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người, đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muốn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm, khó kêu mở mắt khó làm vậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say, nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên, khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tai nạn. Điền viên sự sản tan quan, chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu, có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương, đông tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói, khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng, quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hạn mới trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dãy trời. Tay bay quả gửi giữa vời, từ đâu đưa tới người đời chưa hay.
Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hung, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này. Khổ thân chẳng phải phúc giây, mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma, đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thu vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật, khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khóc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người kế bị người thui, sớm đi đông quách chiều chuối vô hồn. Mà nếu đem mắt quế mà dòm, mỗi sanh chung có mỗi non xác trần. Mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ. Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò, lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa, trễ quá biết thở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn, mà không thôi chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh. Tấm lòng chắc dình được cái tâm, không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu, con ơi người đó nào đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương, cũng đem lòng kinh huống phường trần gian. Đến khi đất quá ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao, thà cam bỏ sắc chớ não nũng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng, gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh.
chủ trương nhân loại hòa bình phá tan thế lực chống kình Đông Tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh, hại người để lợi cho mình. Trái bề nhân đạo trái tình từ bi, của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu, đua nhau giành giật xé sâu. Gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời, thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mặt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ dỗi cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau, thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn nghĩa, tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Phật thương chúng không đành ngồi ngó, gọi con vào chỉ rõ nguồn cơn. Sắp ngày đáo hải di sơn, do cơ di dịch tuần quần mà ra. Nhân di vật thiết tha tha thiết, khắp hoàng cầu chém giết lẫn nhau. Thấy nằm giường thấy núi cao, mau trôi ngập đất khác nào nước dưng. Cảnh đói khác quỷ thần cũng khiếp, sự oán thù trời đất phải kinh. Có nhiều thứ bệnh phát sinh, lương y đều phải ngồi khoanh mà nhìn. Khổ với thảm muôn nghìn sai tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai càng nổi khắp cùng chưa thôi. Nạn đến đổi nhà vôi nhà gạch, bị tan ra bụi cát mịt mù. Do lòng người chẳng chịu tu, mới ra lắm cuộc thảm sầu đó đây. Việc đã hiện có ngay trước mắt, chớ phải đâu xa sắc khó tri. Tại người không chịu xét suy, hoặc là đã hiểu ngỡ đi không cần. Vậy con ráng khuyên lần chót hết, nếu không tu thì chết
cùng ưng. Đành rằng nếu có xác thân dù ai cũng phải một lần chết đi, những kẻ chết hồi quy cõi Phật, còn người sau lại thoát ra ma, hoặc là chết được ngợi ca, hoặc là chết để gần xa chê cười. Kẻ chết già người thời chết yêu, hoặc chết êm hoặc chịu chết đau, có nhiều cách chết khác nhau, cũng nên lựa cách chết nào cho thanh. Chết hồn được siêu sanh cực lạc, chết để đời thường nhắc hiền nhân. Chết cho người nhớ công ơn, chết cho dân chúng thôn lân miếu thờ. Chết vì nước, chết cơ phổ đồ, cách chết này không hổ với ai. Nhưng mà lòng Phật hiện nay muốn cho người sống lâu dài như xưa, người muôn tuổi cũng chưa tóc bạc, thân tráng cường tri rất thông minh, trong lòng thường được tự tin, suốt đời chẳng vướng vào mình lỗi chi. Tri được mình còn tri được kẻ, cách ở ăn rành rẽ phân minh, vừa ngay vừa sạch tâm tình, với thần tiên cũng dám kình chẳng thua. Người chẳng có chanh chua lanh xảo, biết trung trinh hiếu thảo giả thưa. Muốn này chừng được mới vừa, con mau khuyên chúng sớm trưa tu hành. Làm nhân ai lo dành phước đức, Phật sẽ dùng diệu lực đỡ nâng, đưa cho đến lập đời tân, đi cùng chư Phật được gần ngày đêm. Lập đời mới nhà em nước tình, không nước nào thôn tính nước nào, cũng đồng ngôn ngữ như nhau, dễ bề thân kết ngoại giao xa gần. Khác ngôn ngữ khác phần tư tưởng, khiến biệt phân phẩm lượng khác nhau. Nước mình là nước phú hào, nước người là nước bạo báo bằng cùng. Nước lớn nhỏ sanh lòng chấp trách, khởi lên tâm lôi phách kiêu căng, gây nên chia rẽ thủ hằng, dắt lần đến chỗ thẳng căn chiến trường. Điều này rất vô lương bất chánh, không lưu tồn đến cảnh đời tân. Vậy con khuyên cả nhân dân, muốn cho thân được sống gần cảnh ni, phải nhất quyết bỏ đi việc quay, lo làm lành dù phải nát thân. Thác đi chưng quả Phật thần, sống thì được hướng đời tân lâu dài. Đời tân với bồng lai tương tự, không có người hung dữ gian phi. Ai ai cũng biết đạo nghề, cảnh vui người đẹp khác gì cõi tiên. Sống với tuổi muôn thiên dài dằng, người thường hay bay đặng khắp nơi, cởi mây xuống đất lên trời, đi đâu cũng được không nơi ngại ngùng, mày người người được thung dung tự tài.
không ai buồn ai hại lẫn ai, của rời không kẻ thò tay, nhà không đóng cửa chính ngay đời này. Dù cho kẻ ngu ngây thế mấy, nghe điều này cũng lấy làm vui. Bỏ đi cái kiếp lần rồi, ráng tu cho được gặp hồi an cư. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hầm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi việc, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ máu lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỷ, giảng sự đều hữu hỷ nan phương. Khá tu chứ có xem thường, nay không liệu gấp sao đương không rồi. Vì lòng quá thương người hạ giới, Phật cản lời quấy phải cho tin. Vậy con hôm sớm khá dình, sau khi thức giấc cần tình người nghe. Tin thì tốt dù chê cũng mặc, nói từ bi cứ nhắc nhở luôn. Nói chi cũng chẳng hề buồn, miễn cho đảo mở rộng đường thì hơn. Ráng giúp khắp muôn dân hiện tại, được sống còn đến cái tân quân. Trừ người số định mang phần thiên tàu, bối số khó dần dài thêm. Kẻ nào còn dài niên kỷ màng, ráng giúp cho đổi hạn trường xuân. Bao nhiêu lời đã vừa phân, con nên in tri chớ cơn nào rời. Ta liền cuối dâng lời vàng ngọc, hẹn từ đây chi dốc tu hành. Làm cho rồi phận chim xanh, gieo điềm cho khắp dân lành gần xa. Nuôi cao lớn vẫn là mòn lờ, lòng kéo sơn không thở não rời. Làm cho tỉnh thức người đời, làm cho cửa đảo chói ngời vườn châu. Nguyện vào trận mưa dầu nắng lửa, cứu người cho đến thuở cuối cùng. Gương lành cùng Phật nếu chung, thì là mới được toại ứng lòng nguyện. Cuối sinh Phật chứng minh cho trẻ, và đổ dùm khi rẽ xuống trần. Vì rằng chỉ có một thân, tả song hữu độc lắm phần khó khăn. Có khác nào đường tăng tam tàng, gặp yêu ma ngăn cản đẩy đường. Không nhờ có Phật Tây Phương, làm sao giải nạn trên đường thỉnh kinh. Vậy trước đây con xin với Phật, nhận thân này làm vật cúng dường. Đem về đến cõi Tây Phương, làm người hầu hạ bên giường từ bi. Phật rằng đáng nên ghi tâm nguyện, Phật cùng con chẳng diễn cách nhau. Lúc nào đến những lúc nào, cũng là vẫn được hiệp nhau một đường. Đây là một dây cương mã trì, thắng được con ngựa ý bất thường. Phật
cho con khéo cầm cương trong khi bốn tẩu trên đường độ tha. Khi ngựa gặp phép tà cuông gió, nhờ cương này thắng nó dễ dàng. Dù cho vượt bể đăng sang, dùng cương mã trị tất an nơi lòng. Con khéo giữ kẻo hồng bị trộm, mất đi rồi sẽ khôn dài lâu. Khó về đến chốn Kim Lâu, để mà cùng Phật chúng bầu hư vô. Ta liền niệm Nam Mô Tam Phật, chứng cho con lãnh vật bảo này. Trong khi dạo khắp Đông Tây, dùng cương mã trị phá khai núi rừng. Muốn đi tất nhẹ chân đi tới, muốn dừng không ngại lối trong gai. Màu thai thật rất màu thai, trong khi buồn ngủ gặp rài chiếu manh. Có phải chăng xưa dành lâm hành, nay khiến ta được lãnh cương này? Riêng ta nhẹ góp chuông mây, khắp người cũng được hưởng lấy sự màu. Bạc bài há dễ đâu mua được, vàng mười không thể chuộc cho ra. Nhiếp cầu đến hội Long Hoa, nấc thang leo tới chính tòa Kim Liên. Chúng sanh sẽ toại nguyện kỳ chót, hoặc về thần về Phật về tiên. Lành duyên thật rất lành duyên, ai nghe đến chẳng lòng liền phát tâm. Phật cất giọng thâm trầm liền bảo, được như lời ước hảo của con. Nghiệp mê sẽ được tiêu mòn, lửa bình tai khổ hết còn phát sanh. Ai cũng được hiền lành tất cả, tất cõi trần sớm qua ra tiên. Đâu mang ly kiếp khổ phiền, cũng không sống cuộc đảo điên lâu dài. Vậy con phải gọi ngài ba tánh, được một người phúc hạnh một người. Cuối cùng nếu chẳng nghe lời, mạng đành theo cuộc đổi dời biết sao. Việc cũng chẳng còn bao lâu nữa, biết lo xa mau sửa tốt hơn. Mở lòng làm phước làm nhân, sớm chiều cầu nguyện Phật thần độ cho. Có lòng thành khỏi lo Phật bỏ, người đành quên Phật có quên ai. Phật liền đứng dậy xẻ tay, trong tay ánh sáng xẹt ngay tức thời. Sáng hơn ánh mặt trời mấy bực, mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nơi cõi trần lao, hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai, ánh sáng này liền bay tới chỗ. Cứu cho người nạn khổ được qua, dù người nát thịt tan da cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cơ di diệu, kẻ khỏi nàng khi hiểu không khi không. Điện thường còn khó được trong, huống là điện Phật dễ hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quay, trong những khi hãm hại hiền nhân. Chúng sanh từng được hộ thân, nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra.
Ngài lập hội Long Hoa tại thế, ánh sáng này dành để cứu dân. Cứu qua cơn lửa bạo tận, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa dứt lời khấn nguyện, ánh sáng này liền đến bên thân. Lẽ không sức lẽ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sắp biên, để tiện bời nhủ khuyên đó đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bỗng hiện rõ nay viết trần. Nào nước dưng, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là sâu bách hùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quan, nào bom pha nổ vang trời đất, nào lửa hồng cháy lớp khắp cùng. Kẻ thầy ôm chiếu ôm mùng bồng, con bê cái có đùm có đeo, con đói khát khóc kêu đòi bừa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi. Cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở giả ăn thì thịt con. Kẻ đã chết, người còn thoi thóp, đến các loài gia súc không còn. Ăn luôn củ chuối củ thơm, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo. Lũ ruồi lằn đánh theo hơi thui, bay đầy đồng đầy bụi kêu reo. Nào thấy trôi tấp như bèo, kênh kênh quả quả ố diều mổ ăn. Núi nổ đá xoải văng chồng đông, đất liền khi không bỗng nứt ra. Tự nhiên chôn sống người ta, tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu. Nạn ách đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hốc đâu đâu. Nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thần chết cũng bâu kéo vào. Ta vừa ngó vừa lau nước mắt, nếu như em vậy nhân vật còn chi. Cuối xin lượng cả từ bi, ra tay độ chung qua khi tai nạn. Phật rằng hiện con đang xem đó, đến ngày kia sẽ có giống y. Đó là cuối hạ quân kỳ, cũng kêu là đại hội thi tại trần. Qua lúc ấy đời tân thành lập, lão ấu đồng hát khúc thanh bình. An nhàn nước trị người minh, thân không bệnh hoạn dân tình sống lâu. Cảnh này kẻ hung đâu được gặp, toàn là người hiền đức tốt tươi. Nếu ai muốn được coi đời, cũng nên ăn ở theo lời kệ kinh. Kính tam bảo lo gìn ngũ giới, ăn tứ trai thường lại bốn phương. Một lòng cái ác tùng lương, lo bề hiếu tử dịnh đường Phật nhi. Nhìn được việc quấy gì khó nhìn, làm được điều chân chánh khó làm. Việc hiền thì rất thích ham, điều hung thì giả chẳng làm chi vui. Thấy việc thiện như hồi khát nước,
nghe điều hung như lúc điếc tai. Biết mình có lỗi sửa ngay, thấy người hữu đức hữu tài học theo. Thực hành được mấy điều đã nói, sẽ đáng người sống nổi đời sau. Vậy con kiếp kiếp mau mau ra đi khắp chốn kêu gào người tu. Ta cúi đầu vẫn câu chỉ phán, Phật cho con thấy đặng sự đời. Con xin kể lại cho người mãi ra người có tình hồi được chăng. Sự màu nhiệm không ngần khó tỏ, không chịu tu biết thuở nào tu. Nay con như kẻ đã mù, Phật cho ngó thấy còn đâu vui bằng. Thấy nẻo khổ thấy đàn khoái lạc, cảnh giá cùng cánh thật xem qua. Rõ ràng nơi cảnh ta bà vừa tâm hôi cũng vừa là khổ đau. Tuổi sống ngắn còn bao nạn ít, người ở ăn tanh cách tham gian. Không ai trọn hưởng thanh nhàn, nếu càng lanh sớm là càng rảnh thân. Phật rằng đúng như con đã nói, người sớm tu sớm toại tâm thân. Xuống lên nơi cõi hồng trần, chịu đường sanh tử chịu phần khổ lao. Bị làng sống nghèo giàu lôi cuốn, bắt đấu tranh bắt muôn hận thua. Lợi danh lo ban lo mùa, ái tình lo hốt lo vùa vào thân. Đi cặp với tâm trần ham hô, nào ưu sầu tay khổ muôn trùng mạng căng. Như đóa phù dung muốn ham, chưa thỏa kế chung dạo hồn. Nếu để mắt mà nôm đích xác, công giả tràn xe các biển đông. Của tiền nhiều lấp cạn sông, người yêu đứng lớp cả đồng cũng thôi. Uổng công đổ mồ hôi nước mắt, vào tình yêu vào các lợi danh. Chỉ gây lấy tội vào mình, thân không trường hưởng hồn linh đỏa đài. Chỉ bằng lấy những ngày trụy lạc, lo tìm đường giải thoát trần ai. Đem đời ngắn đổi kiếp dài, đó là biết dũng trí tài phải nơi. Kẻ thông minh hoặc người ngu dốt, cũng nên tu lần chót này đây. Để xem được hội rồng mây, và trông cho biết phép tài thần tiên. Kẻo bấy lâu nghe truyền lời miền, mắt chưa trông thật chuyện nhiệm màu. Việc chưa tới bảo rằng lâu tới rồi, như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tinh, rằng Phật không lời phỉnh ai đâu. Hãy mau cải hối quậy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. Tục phàm được quá thanh tiên, chúng sanh về Phật cũng nguyên hội này. Rớt hố thẳm được dây bìm săn, rơi sông sâu dơ đặng khúc phao. Ấy là hạnh phúc vườn bao, hoa không hoan hỷ bước vào Phật môn.
được người mến được hồn siêu rồi, gia quý cao gấp bội của tiền. Một người đạo quả đắc thiền lại còn cứu được cứu ở quyền siêu thân. Đó chẳng khác như thuyền một chiếc chở được nhiều người vượt qua sông, phải là lợi ích lớn không? Chẳng lo tu niệm con hồng việc chi, thương qua đổi mới di cơ mật. Khắp thế gian nên thức cơn mê, này con trong cái ao quê có nhiều hoa bông u ê mặt mày. Nguyên nhân bởi gái trai trong đầu, tu nữa chừng dối tháo lời ra. Nếu không sớm sửa lòng tà qua sào đến rủi thì là hết trong. Nếu ai có được lòng quan ai, khi xem qua đều phải châu rơi. Ước sao sớm thức được người để qua trở lại tốt tươi như thường, Phật liền chỉ vào phương gần đó. Bảo rằng con nên ngó xem qua đúng như sự thật, chẳng là hay lời Phật nói sai ngoa với đời. Trông thấy qua nghe lời bi thiết, khiến lòng ta chi xiết ngậm ngùi. Qua tươi xem thấy rất vui, qua xào càng ngâm lòng ôi càng buồn. Cây đã khô cây đương xào ua, cũng có hoa ươm nở rồi ngưng. Đúng như lời Phật đã phân, có nhiều thiện tính tinh thần đáng lui. Bỗng nhiên ta nghẹn lời xa lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng văn vật thành thời dễ làm cho khắp mọi người say mê. Cùng kẻ quỷ theo về một lối, nếu tu hành bước thối ra xa. Đã rơi lầm kế yêu ma đáng thương, nên thương tiếc biết là giường bao. Kẻ đang lầm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng thật trăm phần. Họ ngơ lãng việc thánh thần, chỉ lo thật tài cho thân đủ đầy. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây. Tự làm cho tri ngất ngây, chánh đường nở bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ, mà đã đang rất có nhiều người. Chỉ là một nhỏ mực thôi, nhưng mà có thể lan trôi ra nhiều. Họ là kẻ đem nêu gương xấu, cho nhiều người tùng dấu đi sai. Vậy con cũng khá mau tay ra công, chẳng lại bớt lấy phần nào. Tuy rằng hoa đang xào đang ùa, nếu ăn năn hoa nở trở nên tươi. Như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa khơi mạnh liền. Tâm với hoa căn nguyên vốn một, hoa cùng tâm khi cốt tương ưng.
xem qua rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái hoặc cơn thục lùi. Con còn bắt sụp sùi cảm đồng, huống Phật càng bi thống dường bao. Bị xa đọa một người nào lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gần lúc giáng sinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao đọa chúng u thâm muôn đời. Ra cho bụi ra nơi cây cò, trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ. Ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con kha nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh bắc nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thầy, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu, khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưa diệt đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngày ngăn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi, cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi vô đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao. Hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không muối. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên. Nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người nhân đức hữu duyên. Đem về giữ hội qua liên khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác sát thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thuyền do sức quyền di của chữ Phật tạo cứu nguy người lành.
Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung. Rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, nó nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy hóa thần lung, hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hưng gió mùa thu. Những người bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghì bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu, luật trả dây khó dấu dung ai. Vậy con khéo dụng lời ngài, để khuyên ba tánh khéo dày không tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngày, đời sắp tàn dài đại sao xong. Khá đem vàng nén bạc đồng, làm điều nhân ấy trừ sống tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có ích chi. Những phường trộm cướp giang phi, bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ, thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đòi, vật không giữ được cứ ngồi bo bo. Vậy con khá bảo cho đời biết, lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Xây lấp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng số người đời, nếu không trưởng phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt, nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tin để sớm tu hành, cứu thân và được độ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp, phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi, xô đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp tây phương đến chung, phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ, nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm, để cho kẻ mến người tầm học theo. Chớ để già ốm đeo việc ác, khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết
rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mỗi oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mê. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chúng đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạt lo âu. Cho nên mới dùng phép màu gọi con về, có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn giữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại hòa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai hoa khá liều, liều cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia ra xác còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu, chừng ni nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biến loài biến vật, nghi tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp hay 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 trẻ đẹp, hay trẻ đẹp, hay trẻ đẹp.